mỗi ngày cần ngủ mấy tiếng thì là đủ. Có khoảng 30-40% dân số thế giới bị rối loạn giấc ngủ. Theo các nhà khoa học, cái lứa tuổi từ 10-18 tuổi thì cần ngủ ít nhất là 6 chu kỳ, mỗi chu kỳ là 90 phút thì mới đảm bảo cho sức khỏe, tức là trên 9 tiếng. Thế qua cái tuổi 18 thì cái giấc ngủ tự nhiên của chúng ta cứ mỗi 10 năm nó giảm đi 30 phút. Do đó lứa tuổi từ 18-40 thì chúng ta cũng phải ngủ ít nhất là được 8 tiếng, tức là trên 5 chu kỳ ngủ thì mới đảm bảo sức khỏe. Lứa tuổi từ 40-70 thì cũng cần ngủ ít nhất là 7 tiếng, tức là trên 4, có thể được 5 chu kỳ thì là tốt. Và ngoài tuổi 70 thì chúng ta cũng phải ngủ ít nhất là 6 tiếng, tức là tương đương với 4 chu kỳ thì mới đảm bảo sức khỏe. Ban ngày chúng ta có thể tranh thủ thêm một giấc ngủ buổi trưa khoảng 20-30 phút cũng rất là tốt. Chúng ta nên dậy sớm, vận động nhiều và tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời thì tối ngủ sẽ ngon hơn. Và thời điểm đi ngủ vào buổi tối tốt nhất là từ 10-11 giờ đêm.